Sự tích trà sữa trân châu. Của ông đây ạ. Trà vừa nóng vừa thơm ông nha. Ồ, cảm ơn cậu. Dạo này quán của cậu không có vị trà nào mới ha. Uống mãi mấy vị trà quen thuộc này cũng chán. Cậu xem có loại trà nào mới thì nhập về uống cho đổi vị. Dạ vâng, để cháu tìm hiểu xem thị trường có vị trà nào mới, cháu sẽ mang về giới thiệu cho mọi người nha. Cháu cũng đang nghiên cứu một vài loại rồi ạ, chỉ là chưa tìm được sản phẩm nào phù hợp thôi. Ừ, làm kinh doanh á phải đổi mới sản phẩm thì mới thu hút được khách hàng, nhất là trong giai đoạn có nhiều quán trà mới mở như hiện nay. Nếu không thay đổi, cậu sẽ khó mà cạnh tranh được đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Nghe nói quán trà Tam Bảo vừa mới mở, có vị trà vừa đắng, nhưng uống vào lại thanh, nuốt xuống vẫn còn vương vị ở tận cổ họng đấy. Nghe thú vị thế, hay mai tụi mình kéo qua đấy thử xem có giống người ta đồn không? Ừ, được, được đấy. Quán trà ngày càng vắng khách, những khách quen trước đây cũng dần tìm tới uống trà ở những tiệm khác mất rồi. Sao thế anh? Mấy hôm nay em thấy anh cứ thờ thẫn buồn bã, rồi lại hay nhìn qua quán trà đối diện. Có chuyện gì vậy ạ? Anh đang suy nghĩ làm sao mà quán trà kia lại có thể thu hút khách đến nhiều như vậy, trong khi đó rõ ràng quán trà của chúng ta đã mở lâu hơn họ mà. Quán trà đó mới mở nên nhiều khách đến uống thử trà cũng là đương nhiên mà anh. Khách hàng họ thích mới lạ, tới thử vài hôm cho biết thôi. Không đơn giản thế đâu em. Nếu khách hàng tới đó chỉ để uống thử trà thì sau đó họ sẽ quay lại quán chúng ta. Nhưng đằng này, nhiều người đã trở thành khách quen bên đó rồi. Thậm chí đã có một số khách quen của nhà mình qua làm khách bên đó luôn. Chắc chắn quán trà đó đã giữ chân được họ. Nghĩ đến cái này làm gì? Anh mau dọn dẹp phụ em, để sáng sớm mai còn mở tiếp nữa đây này. Các cụ bảo sáng mai sẽ đến sớm hơn đấy. Chúng ta vẫn còn có những khách quen như vậy cơ mà. Không có khách này thì có khách khác, anh đừng lo. Không em à, hiện tại quán chỉ còn có những vị khách quen, thu nhập hàng ngày của quán ngày một ít đi. Có hôm chỉ thu lại được vừa đủ tiền cung cấp trà thôi. Nên cứ tiếp tục như vậy thì quán trà này sẽ sớm đóng cửa mất. Nghiêm trọng đến thế sao? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Quán đối diện đông khách như vậy, chắc có cách pha trà đặc biệt gì đó rồi. Anh dự định sẽ ra ngoài một thời gian, đến các nước châu Âu để mở mang và học hỏi, tìm hiểu và xem cách pha trà của họ, rồi về điều chỉnh lại cách pha trà cho quán của mình. Mong rằng sẽ giúp được tình trạng bây giờ của quán. Nhưng còn quán trà, không có anh phải làm sao đây? Còn có em mà. Thời gian anh ra ngoài, một mình em chăm lo cho quán. Tuy là sẽ có vất vả, nhưng anh tin rằng em sẽ làm được. Anh cũng vì tương lai của quán, tương lai của gia đình mình nên mới phải ra đi thôi. Hai vợ chồng mình sẽ cùng cố gắng em nha. Dạ vâng, nếu anh đã quyết vậy thì anh cứ đi đi, em sẽ chăm lo mọi việc ở nhà. Trà của ngài đây, xin kính mời ngài ạ. Ly trà này sao lại ngọt như thế này, nhưng vị ngọt lại khá thanh, cũng thú vị thật. Thật kỳ lạ, trà ở đây cũng ngọt, nhưng vị ngọt này lại có một chút béo như đường sữa. Cách thưởng trà của người phương Tây không giống người châu Á, khi nước mình luôn chuộng thưởng thức vị trà đắng chát truyền thống. Sẽ ra sao nếu như mình mang vị trà mới lạ này về phục vụ trong quán trà của mình ta? Đây chắc sẽ là một điểm nhấn khác biệt
so với những quán trà khác rồi. Sau khi từ nước ngoài trở về, Nancy Giang liền có ý tưởng kết hợp thưởng thức trà của Á và Âu, tương đương với sự kết hợp giữa trà và sữa. Dung dịch trà và sữa sau khi được lắc đều lên, xuất hiện những bong bóng nổi trên bề mặt. Nancy Giang liền gọi đó là trà bong bóng. Đây là thứ quái quỷ gì đây? Tại sao lại có vị ngọt béo như thế này cơ chứ? Phải đấy, rõ ràng chúng ta gọi trà, mà cậu Nancy mang ra thứ gì thế này? Uống cứ lợ lợ không quen gì cả. Cái cậu này thật là, sao lại sơ sót như thế chứ? Để tôi gọi cậu ta ra nói chuyện. Dạ, cụ Tứ, đây là trà bong bóng ạ, là món mới của quán. Món mới cái gì kia chứ? Cậu không thấy nó rất khó uống sao? Nó không có cái vị truyền thống của chúng ta. Phải đấy, chúng tôi uống trà mấy chục năm rồi, chưa từng thử qua thứ trà nào có vị lạ lùng như thế này. Nó giống hệt với sữa chứ không còn là trà nữa. Dạ, đây là món mới mà con nghĩ ra sau chuyến đi châu Âu vừa rồi ạ. Ở châu Âu, người ta không uống trà có vị đắng như chúng ta, mà trà của họ là sữa. Thế nên con đã kết hợp thứ trà truyền thống của mình với sữa để cho ra món trà bong bóng này ạ. Thì ra là món học ở trời Tây về. Bảo sao lại lạ lùng như vậy? Người Tây thật sự uống thứ đồ uống có vị ngọt như thế này sao? Dạ. Phải đấy, thứ nước này ngọt thế mà họ cũng uống được à? Dạ, phải ạ. Con đã đi nhiều cửa hàng bán trà ở châu Âu, và ở đâu người ta cũng bán thứ đồ uống làm từ sữa và gọi đó là trà. Người ở đó cũng giống như ở nước ta, hàng ngày đều thích ghé qua quán trà ngồi nhâm nhi ly trà như một thú vui. Chúng tôi đã uống quen vị trà từ trước tới nay rồi, nên không thể uống được thứ đồ uống có vị ngọt và béo như thế này. Dạ vâng, con biết, nhưng con muốn thay đổi một chút về cách pha trà truyền thống để mang tới nhiều hương vị mới lạ hơn ạ. Có nhiều vị khách đã góp ý với con là nên thay đổi món mới cho quán để thu hút khách hàng. Vậy nên con đã nghĩ ra món trà bong bóng này. Dù là vậy, nhưng cũng không nên bỏ đi mùi vị bao lâu nay chứ. Cậu nhìn xem nó ngọt và béo như vậy, thì làm sao chúng tôi sẽ uống nổi? Tốt nhất là cậu nên bán trà có vị truyền thống đi. Chứ nếu còn bán loại trà không giống trà, sữa không ra sữa thế này, thì chúng tôi không đến nữa đâu. Anh xem, trà mới của chúng ta hình như thất bại rồi phải không? Bây giờ mất đi cả những khách hàng quen thuộc của quán mất rồi. Không sao đâu, vấn đề này anh đã lường trước rồi em à. Hiện tại chúng ta vì đi theo truyền thống lâu rồi nên rất nhiều người khó chấp nhận được hương vị trà mới này. Nhưng anh tin sẽ có người thích hương vị kết hợp độc đáo này. Gì vậy ạ? Nó thật là ngon. Nó là trà bong bóng của ba vừa làm xong đó con. Nó ngon quá đi thôi. Thường ngày trà ba mẹ làm đắng lắm, nhưng trà bong bóng này thật là đặc biệt và dễ uống lắm mấy ạ. Nó có vị ngọt của sữa, vừa thơm vừa ngon nữa. Đúng rồi, thứ mình đang thiếu chính là thay đổi đối tượng tiếp nhận. Người lớn thường không thích uống sữa, nhưng trẻ em thì đó là món khoái khẩu. Món trà bong bóng này chắc chắn sẽ được nhiều đứa trẻ yêu thích. Trà bong bóng dùng miễn phí. Thật sự dùng miễn phí sao ạ? Và nó có đắng giống như trà mà người lớn hay uống không chú? Nếu nó đắng thì chúng cháu không uống thử đâu ạ. Loại trà này
là kết hợp giữa trà truyền thống và trà của châu Âu. Chú đã cho thêm sữa nên sẽ không đắng chút nào đâu cháu ạ. Những người châu Âu đều uống loại trà làm từ sữa như thế này cả. Các cháu cứ thử đi, miễn phí cả. Lại có loại trà có cho thêm sữa ấy ạ. Cháu chưa nghe bao giờ. Đây là loại trà mới, chú mới làm ra, chỉ để dành riêng cho các cháu. Nào, mọi người đến uống thử đi. Nếu thấy ngon thì sau này đến quán chú ủng hộ nha. Ngon thật, nó là trà sao? Nhưng sao lại có vị của sữa thế này? Ôi, tuyệt quá à. Nó không hề đắng chút nào mà còn ngọt và thơm nữa. Thế này thì cháu có thể uống được cả một cốc lớn ấy ạ. Cảm ơn cháu. Quán của chú là tiệm trà cũ Nancy Yan, nằm trong phố xưa đằng kia. Có dịp cháu hãy đến ủng hộ quán chú nha. Vâng ạ, chắc chắn là cháu sẽ đến đó để uống món trà độc đáo này. Cháu sẽ đưa cả các bạn đến nữa. Cảm ơn cháu nha, chú sẽ chờ các cháu. Wow, nó thật ngon. Có vị của sữa, chất của trà, thật tuyệt quá. Quán của chú ấy ở góc phố đằng kia, ngày mai chúng ta phải đến mới được. Nhờ thay đổi đối tượng tiếp nhận sang người trẻ, Nancy Giang linh hoạt nghĩ những ưu đãi, khuyến khích lớp trẻ tới quán và thưởng thức. Món trà sữa dần được nhiều bạn trẻ đón nhận và đem về cho ông doanh thu lớn. Cái gì thế kia? Sao ông ấy lại có thể làm cho tiệm trà của mình ra như thế kia chứ? Sao quán trà mà lại trang trí loè loẹt như thế? Cứ như là chỗ cho trẻ con chơi không bằng. Thế này thì làm gì có khách nào đến đây nữa? Chả lẽ quán trà bên đó không định kinh doanh trà nữa, mà chuyển nghề sang bán cái khác hả? Nghe nói quán của ông chủ Lâm làm ra món trà mới, lấy trà trộn với sữa nên rất được học sinh thích đấy. Thằng cháu nhà tôi cứ chạy qua quán đó uống hoài. Ông chủ Lâm trang trí lại quán là để thu hút những học sinh ấy. Ồ, vậy sao? Vậy từ mai chúng ta cũng sẽ có thêm món đó nữa. Tụi học sinh ngày nay được bố mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt, nên chúng có tiền mua đồ ăn đồ chơi. Đó cũng là lượng khách hàng lớn nếu chúng ta lôi kéo được đấy. Về sau, ông bị rất nhiều quán nhái thương hiệu và cạnh tranh. Khách hàng của ông lại tiếp tục bị mất đi gần một nửa. Ba, ba lại pha trà bong bóng nữa nè. Nhưng sao lại có đĩa trái cây nữa ạ? Bởi vì ba thấy con và các bạn khi uống trà bong bóng còn nhai luôn cả đá. Như vậy sẽ không tốt cho răng, nên ba bỏ thêm trái cây vào trà. Như vậy thì khi uống trà xong, con và các bạn có thể ăn thêm trái cây rồi. Hoan hô! Được rồi, cho con nếm thử đầu tiên. Vì đây là ly trà bong bóng có trái cây, nên chúng ta sau này gọi nó là trà trái cây nha. Bằng việc sáng tạo bỏ thêm trái cây vào ly trà sữa vừa chế biến, Nancy Giang vừa lấy lại thị trường và cho ra đời nhiều ly trà sữa đặc biệt với nhiều hương vị trái cây chua ngọt đặc trưng. Ngày nay, trà sữa dần trở thành thức uống yêu thích và không thể thiếu của lớp trẻ thanh thiếu niên. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Nancy Giang, người tạo ra trà sữa trân châu ở Đài Loan vào khoảng năm 1980.
Trí thông minh. Lâu lắm rồi chúng ta không ra suối khoáng để uống nước, thấy thiếu chất quá. Đúng thế, tôi cũng thấy yếu hẳn cả người đi. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Trời, sói! Chào hai cân, trông ngon lành quá vậy. Cô ơi, gặp sói là chết chắc rồi. Không ngờ số chúng ta lại kết thúc ở đây. Đứa nào nộp mạng trước đây? Mà sao trong hai đứa bay, đứa nào cũng gầy gò ốm yếu như vậy? Dạ thưa ông sói, chúng tôi gầy gò ốm yếu thế này là vì lâu nay chưa được uống nước khoáng ở dòng suối khoáng bên kia. Bây giờ nếu ông ăn thịt chúng tôi thì cũng khô đét và mặn chát thôi. Vậy xin ông hãy để chúng tôi đi uống nước về, thì tôi sẽ tự nguyện nạp mạng cho ông, rồi xin ông tha cho bạn dê của tôi. Kìa anh cựu, sao anh lại làm thế? Tôi với anh sống cùng sống, chết cùng chết. Tôi đã quyết rồi, chúng ta nếu có thể được một người sống, rồi chăm sóc gia đình người kia, chẳng phải sẽ tốt hơn cả hai cùng chết sao? Anh cựu. Chắc nó nói đúng. Nếu để chúng đi uống nước khoáng về, thịt sẽ mềm và ngọt hơn rất nhiều. Thôi được, tao sẽ đứng trên con dốc này dõi theo chúng mày. Chúng mày xuống dưới kia uống nước xong, cừu phải lên đạp mạng cho ta. Nếu không, tao sẽ tóm và xơi cả hai đứa. Tôi biết rồi, tôi sẽ quay lại gặp ông. Dê, chúng ta đi thôi. Ta sẽ dõi theo chúng mày, chúng mày sẽ không thoát được ta đâu. Cừu ơi, chúng ta hãy cùng trốn đi. Không được, nếu chúng ta bỏ chạy, nó sẽ tóm gọn hai đứa. Lúc đó thì anh không có cơ hội sống sót nữa đâu. Cứ nghĩ đến việc lát nữa anh phải làm mồi cho sói là tôi cũng không muốn sống nữa. Dê, cừu, hai bạn có chuyện gì vậy? Ai sắp phải làm mồi cho sói cơ? Là bạn cừu của tôi đấy thỏ à? Chuyện là thế này. Con sói độc ác, không thể để nó lộng hành thế được. Tôi sẽ có cách. Tôi chạy ù về nhà rồi ra ngay. Nhà tôi ở ngay đây thôi. Hai bạn lại gần đây, nghe tôi dặn kỹ nè. Dê và cừu kia rồi, nhưng sao chúng lại đèo thêm một con thỏ nữa nhỉ? Thôi thì mình cứ tóm cả ba để ăn dần. Mau đem sắc lệnh của vua sư tử ra đây. Dạ bẩm quan lớn, sắc lệnh đây ạ. Da hổ đủ 100 tấm, da báo đủ 100 tấm, da sói 99 tấm. Vậy là còn thiếu một tấm nữa. Mau tìm bắt con sói kia về đây. Ôi trời, chuyện gì thế này? Trong kia, sói chạy rồi. Anh sói, có việc gì mà anh có vẻ kinh hãi thế? Hổ vía tôi. Tôi suýt nữa bị quan thỏ bắt lột da đem về cho vua sư tử rồi. Chuyện kinh khủng lắm. Chuyện này thật khó tin. Con thỏ kia nổi tiếng tinh khôn. Tôi nghĩ đấy là kế của nó lừa anh để cứu dê và cừu thôi. Tôi nghĩ không phải thế đâu. Nó còn cưỡi trên mình dê, nhìn rất oai phong lẫm liệt. Rồi nghe cái giọng nó đòi lột da tôi rất là đánh thép. Đúng kiểu quan trên đấy. Đấy là trò bịp của bọn nó thôi. Anh tin tôi đi. Giờ để tôi dẫn anh quay lại. Đuổi theo chúng nó, bắt gọn cả ba đứa rồi chúng ta chia nhau. Nhưng mà tôi vẫn sợ lắm. Biết đâu chúng nó nói thật thì tôi mất mạng à. Trong danh sách lấy da không có tên của anh nên anh đâu có cần sợ. Đến lúc ấy anh lại bỏ tôi một mình thì... Sao anh đã nhát gan còn đa nghi thế nhỉ? Thôi được, để chứng minh tôi là đồng minh của anh, tôi sẽ buộc đuôi tôi vào đuôi anh. Lúc ấy có chuyện gì tôi cũng không bỏ chạy một mình được rồi. Vậy thì được. Ê, bọn bay đứng lại. Trời ơi, chúng đã quay lại. Lại còn những hai tên. Chúng ta chết chắc rồi. Cuối cùng thì bay cũng không thoát được ta đâu. Khá khen cho quan cáo. Anh lập công lớn rồi đấy. Bây giờ thì vừa tròn 100 tấm da sói rồi. Cái gì?
Hóa ra mi là... Thả tao ra! Thả tao ra! Đáng đời bọn ác thú. Cảm ơn thỏ. Không có những mưu kế thông minh của cậu thì chúng tớ đã vào bụng sói hết cả rồi. Trí thông minh của tớ để bảo vệ chính nghĩa mà. Lòng mẹ. Xin các anh hãy cứu lấy con gái tôi. Con chị đâu? Nó bị kẹt phía dưới. Các anh làm ơn cứu lấy nó. Dưới này à? Chị bị thương rồi. Mau ra phía ngoài để chúng tôi nhấc tấm bê tông này lên. Cô bé nghe thấy chú nói chứ? Cứu cháu với, cho cháu lên, mẹ ơi. Cô bé còn sống, mau gọi người nhấc tấm bê tông lên. Cố lên nào mọi người. Cứu con với. Con tôi, con tôi. Chúng tôi xin lỗi, nhưng có một tấm bê tông nữa kê ở dưới đang đè lên chân cô bé. Nếu di chuyển tấm bê tông ở trên, tấm ở dưới cũng sẽ đè hẳn xuống vào chân cô bé. Trời ơi, con tôi. Xin anh hãy cứu con bé. Tôi xin lỗi, nhưng giờ nếu như muốn đưa cô bé lên, giải pháp cuối cùng là phải cưa chân đang bị kẹt ở dưới tấm bê tông cho cô bé. Còn không sẽ rất khó để chuyển tấm bê tông đi. Khả năng rất cao tấm bê tông dưới sẽ đè vào người cô bé. Xin ông hãy cứu lấy con tôi. Tôi có mỗi mình nó. Chị hãy quyết định nhanh lên. Có bỏ chân hay không, chúng tôi sẽ phải cứu những người khác nữa. Và cũng để đảm bảo an toàn cho cháu. Xin hãy cứu con tôi. Xin hãy cứu sống con tôi. 2 tháng sau, cháu Saki đã dần dần hồi phục. Nhưng tôi không rõ tại sao cháu từ chối điều trị phục hồi chức năng. Cứ như thế này thì chức năng chân sẽ ngày càng kém, thì việc lắp chân giả sau này cũng sẽ khó khăn. Vâng, tôi hiểu rồi. À, thế tay chị sao rồi? Dạ, không sao ạ. Chị cũng cố gắng. Gần ở tay thế này sẽ hơi khó khăn với chị một chút. Tôi hiểu. Con dậy rồi à? Mẹ con mình ra ngoài nhé. Mẹ ơi, sao mẹ lại để người ta cưa chân của con? Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn cứu sống con. Lúc đó nếu không làm như vậy, con có thể chết. Giờ có khác gì đâu. Một vũ công không có chân. Saki à, con xem nè, mẹ mang về cho con cái gì nè. Đây là bác sĩ điều trị giới thiệu cho mẹ. Đôi chân này là hàng y tế viện trợ của chính phủ mới về. Trong lúc mọi thứ khó khăn sau thiên tai thế này, đây là một may mắn đấy con à. May mắn? Con chẳng thấy may mắn gì cả. Vui vẻ gì khi đeo một cái chân giả chứ. Mẹ muốn con múa trên đôi chân nhựa ấy à. Đáng lẽ mẹ hãy để con bị đè chết lúc ấy còn hơn. Saki, con, sao con lại nói được như vậy? Đúng thế, chính là điều con muốn nói. Thà mẹ để cho con chết đi còn hơn thế này. Mẹ, sao con có thể nói như vậy với mẹ? Sao giờ này mẹ chưa về nhỉ? Sao mẹ còn đi đâu nữa? Có phải mình đã quá đáng với mẹ không? Saki ơi, Saki ơi, mau tới bệnh viện, mẹ cháu đang rất nguy kịch. Mẹ cháu sao? Sao mẹ cháu lại ở bệnh viện? Mẹ cháu, sao lại bị như thế này ạ? Mẹ của cháu bị tai nạn trên đường. Ta chắc là do chứng tê tay làm bà ấy mất lái. Ta đã dặn bà ấy không nên đi xe rồi, nhưng mà bà ấy không nghe. Tê tay? Tay mẹ cháu làm sao ạ? Cháu không biết sao? Mẹ cháu liệt cơ ngón tay. Tay bà ấy sẽ gặp triệu chứng run tay khi làm việc gì đó quá lâu. Chưa kể mẹ cháu còn phải làm công việc tay chân nữa. Làm việc gì? Chẳng phải mẹ cháu vẫn dạy đàn ở trường sao? Tay bà ấy như vậy, làm sao bà ấy có thể dạy đàn được? Cháu không biết gì về mẹ cháu sao? Sau vụ động đất, bà ấy đã bị thương ở tay. Sao mẹ cháu không nói cho cháu biết? Cháu đã quá ích kỷ rồi, chỉ nghĩ cho cháu thôi. Cháu đã không biết rằng mẹ cháu còn tổn thương nhiều hơn cháu. Vậy mà cháu còn nói những điều không nên với mẹ cháu nữa. Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ hãy tỉnh dậy đi mẹ.
Con xin lỗi mẹ. Chia đôi kỷ niệm. Hai đứa ăn ngoan đi, lát nữa ba đi công tác về tha hồ nhận quà. Chắc ba mua nhiều quà cho bọn con lắm mẹ nhỉ. Con thích ngôi nhà búp bê. Con thích tủ đồ thời trang cho búp bê. Ừ, mẹ đã dặn ba cả rồi. Không biết ba có nhớ tâm thư của hai chị em con không nữa. Hai công chúa của ba đâu rồi? Ba về, ba ơi. Ba nhớ hai chị em quá. Tụi con cũng nhớ ba. Ba có mệt không? Con lấy nước cho ba nha. Được rồi, ba khỏe lắm, không mệt chút nào. Có quà cho hai con nè. Nhất hai con đấy nhé. Tụi con đi bốc quà đây ạ. Thích quá, yêu ba nhất trên đời. Thích quá chị Mai ơi. Em thích hết tất cả chỗ này. Chị cũng thích. Thấy hai chị em chơi chung nha. Tất nhiên là chơi chung rồi. Mình là chị em sinh đôi mà. Mẹ vẫn bảo như thế. Mình xếp đồ lên giá này nha. Bên kia là khu xếp quà sinh nhật của hai chị em. Chị Mai nhớ siêu thật đấy. Khó gì, chị ghi hết lại mà. Ghi vào ư? Đây nhé, chị ghi ở đây là quà sinh nhật Mai Ly 7 tuổi. Cái này là mua bằng tiền lì xì Tết năm Mai Ly 7 tuổi. Còn bộ chăn gối công chúa này là mua bằng tiền tiết kiệm hè năm trước của hai chị em đó. Chị em mình là chị em sinh đôi nên cái gì cũng giống nhau. Cũng dùng chung với nhau hết. Thích thật chị Mai nhỉ? Ừ, siêu thích. Yêu chị Mai nhất trên đời. Công chúa sinh đôi muôn năm. Chị cũng yêu Ly nhất trên đời. Nhanh xuống đi chơi nào Mai ơi. Chị Mai ơi, nhanh lên không muộn. Mẹ ơi, sao váy em Ly màu xanh nước biển mà của con lại màu xanh lá cây? À, hôm đó mẹ tìm khắp không còn chiếc nào màu xanh nước biển nữa. Cái em Ly mặc là cái duy nhất còn lại. Mà kiểu dáng rất hợp với hai đứa nên mẹ lấy màu khác cho con. Vậy tại sao con lại phải mặc màu xanh lá cây? Con cũng thích màu xanh nước biển. Hôm đó chị đi chơi chưa về nên em được chọn trước đó. Lúc nào hai chị em cũng mặc đồ giống nhau cơ mà. Ly theo chị lên đi thay bộ khác đi. Không, em thích váy này hơn. Mặc kệ chị. Em mặc váy này cơ. Mai à, thì thoảng mặc khác nhau một chút càng nổi bật chứ sao. Các bạn càng dễ phân biệt hai chị em. Mẹ thấy màu xanh lá cũng đẹp mà con. Con không thích. Con thích màu váy của Ly cơ. Mẹ yêu Ly hơn con. Từ giờ con không thèm mặc đồ giống Ly nữa. Ơ, chị Mai làm gì thế? Từ giờ chị sẽ không chung phòng với em nữa. Không mặc đồ giống em nữa. Em cũng đừng có vào phòng chị. Không được chơi đồ chơi của chị. Nhưng mà mẹ thật thiên vị. Tại sao lại cho Ly chiếc váy màu xanh nước biển chứ? Mình cũng thích mà. Chắc là mẹ yêu Ly hơn mình rồi. Thỏ bông ơi, mẹ không yêu chị nữa rồi. Mẹ chỉ yêu Ly thôi. Cái gì cọ vào má mình thế nhỉ? Mai Ly thi đỗ vào lớp múa. Cái giấy này viết từ hồi chị 4 tuổi. Thế là em đã 3 tuổi rồi đấy thỏ. Mai Ly cắt tóc mái ngố. Mùa hè 4 tuổi. Mai Ly mọc răng hàm. Mai Ly biết đi xe đạp. Mùa đông 6 tuổi. Mai Ly học bơi ếch. Hai con là chị em sinh đôi, cùng một khúc ruột trong lòng mẹ. Hai đứa lúc nào cũng phải yêu thương nhau. Làm gì cũng phải nghĩ đến nhau đó, nhớ chưa? Mỗi lúc có chuyện vui, hai chị em con sẽ dùng tiền tiết kiệm mua một món đồ chơi để kỷ niệm. Hai chị em chơi chung. Ly, dậy đi. Ai cho em vào phòng của chị hả? Chị Mai dậy rồi. Em nhớ chị quá nên vào đây nằm với chị. Chị không cần, chị không chơi với em nữa. Thật là chị không yêu em nữa hả? Nhưng con thỏ của em nhớ con thỏ của chị lắm rồi. Tối qua nó cứ bảo Ly bế thỏ sang tìm thỏ chị Mai đi. Thỏ không ngủ được. Cả con búp bê ba mới mang về nữa. Nó cũng đòi sang đây tìm chị đó. Nên em... Ly ngốc nghếch. Thỏ với búp bê là đồ chơi mà biết nói hả? Chị Mai cười rồi kìa. Không thèm. Của chị nè.
Cái gì vậy? Chị Mai thích cái váy xanh thì Ly sẽ nhường cái váy xanh cho chị. Chị Mai mà buồn thì Ly cũng sẽ buồn lắm. Thôi, Ly thích thì cứ mặc đi. Chị thấy thực ra màu xanh lá cũng xinh mà. Chị là chị phải nhường Ly mới đúng. Thôi chị Mai mặc đi. Ly mặc đi mà. Của chị đó. Của Ly mà. Vậy hay là hai chị em mình thay phiên nhau mặc nhé. Vai diễn không cần thi tuyển. Đánh giày thưa các quý ông, quý bà. Thưa ngài, ngài có cần đánh giày không ạ? Không cậu bé à, giờ ta sắp phải đi rồi. Ta đã nói là không đánh giày rồi mà. Thưa ngài, cháu, cả ngày hôm nay cháu chưa được ăn gì cả. Ngài có thể cho cháu mượn một ít tiền được không ạ? Cháu sẽ cố gắng đánh giày và trả lại cho ngài vào tuần sau. Trả lại ư? Cháu biết ngài rất hay đi qua ga tàu này. Cháu cảm ơn ngài. Trả lại gì chứ? Cậu ta sẽ quên nó ngay thôi. Một thời gian sau. Ta không đánh giày, ta sắp phải đi rồi. Thưa ngài, cháu chỉ tới để trả tiền đã mượn ngài thôi ạ. Cháu đã đợi ngài rất lâu mà nay mới thấy. Ồ. Trông thằng bé cũng rất sáng sủa và thông minh. Này cậu bé. Ngài gọi cháu có việc gì thế ạ? À? Ta muốn tặng lại cho cháu số tiền này. Thật sao ạ? À? Đúng vậy, nhưng đổi lại, ngày mai cháu hãy đến địa chỉ này. Ta sẽ dành cho cháu một niềm vui đặc biệt, chỉ riêng cháu thôi nhé. Dạ. Rồi. Này các cháu, sao lại ở đây thế này? Đi chỗ khác tụ tập nhé. Đây là nơi làm việc, chứ không phải nhà ga tàu điện. Một người đàn ông đã hẹn chúng cháu tới đây ạ. À. Vậy sao? Chuyện này là sao chứ? Thưa giám đốc, ở ngoài này đang có một đám trẻ đánh giày. Nói đã có người hẹn tới đây ạ. À. Chuyện này là sao? Ta chỉ bảo mình cháu đến thôi mà. Thưa ngài, ngài nói hôm nay sẽ dành cho cháu một niềm vui đặc biệt đúng không ạ? Đúng vậy. Cháu có rất nhiều bạn có hoàn cảnh giống như mình. Vậy nên cháu mới dẫn các bạn đến đây. Cháu muốn dành niềm vui đó cho các bạn của cháu ạ. À, chuyện này... Như vậy có được không ạ? Ngài có thể dành niềm vui đó cho các bạn của cháu chứ? Cậu ở lại đây giải quyết việc này nhé. Tôi sẽ mời riêng cậu bé này vào văn phòng. Thôi được, các cháu đã tới đây rồi. Nên ta sẽ dành tặng cho các cháu một buổi xem phim miễn phí. Thích quá. Riêng cháu, đi theo ta nào. Ngài không giận cháu chứ ạ? À? Cháu đã đưa rất nhiều bạn tới làm phiền ngài. Ồ, không hề. Thực ra thì ta chỉ muốn mời cháu đến thử vai cho một bộ phim sắp tới của công ty. Nhiều tháng nay, đã có cả trăm học sinh trạc tuổi cháu tới thử vai, nhưng ta chưa tìm được người ưng ý. Ôi, vậy thì cháu sao có thể làm được chứ? Cháu chỉ là một đứa trẻ đánh giày nghèo, không gia đình, không được ăn học đàng hoàng. Cháu không làm được đâu ạ. À. Thôi, cháu xin phép ngài, cháu về đây ạ. À. Hoàng đã, ta nghĩ cháu làm được, thậm chí là diễn viên chính luôn. Hãy tới đây và đóng bộ phim của ta vào tuần tới nhé. Cái gì cơ ạ? À? Cháu diễn viên chính ạ? À? Thậm chí cháu không biết diễn mà. Ngài còn chưa hề để cháu thử vai. Cháu sao có thể chứ? Tất cả những gì ta chứng kiến từ khi ở ga tàu cho tới ngày hôm nay đã là một cuộc thử vai khó khăn rồi. Nhân vật của ta giống hệt cháu, một cậu bé lương thiện và trung thực.
lương thiện thì không cần diễn, cũng không cần thử vai. Thật không thể tin nổi, cháu sẽ là diễn viên. Đây đúng là niềm vui bất ngờ nhất chưa bao giờ cháu có thể tưởng tượng nổi. Cháu sẽ là diễn viên. Cháu cảm ơn ngài. Nhưng cháu sợ. Sợ gì chứ, hãy tiến lên. Vâng ạ. Ước mơ của bọ que. Trời trong gió nhẹ êm như ru vậy. Chào chị bướm, chúc chị ngày mới tốt lành. Thì ra là cậu bỏ que. Cậu lẫn vào màu cây quá, làm tôi mãi mới nhận ra đấy. Ơi, cánh của chị đẹp quá. Dưới ánh nắng, những màu sắc dường như càng ánh lên rực rỡ hơn. Cậu khen thừa quá rồi. Cả khu rừng này á, ai mà chẳng biết tôi là loài bướm sặc sỡ nhất. Có lẽ chỉ có họ bò que nhà các cậu như cành cây khô mới không nhận ra thôi. Chị thật là quá đáng. Chị bảo ai là cành củi khô chứ. Thế không phải chắc. Mà thôi đi, tôi phải đi lấy mật đây. Chẳng tranh luận với cậu làm gì. Cái chị bướm này thật kiêu kỳ mà. Mà chị ta nói cũng phải. Nhìn cả người mình giống cành cây quá. Màu sắc thì chẳng có gì nổi bật. Giá như mình cũng có nhiều màu sắc như chị bướm ha. Phải rồi, chỉ cần mình có nhiều màu sắc hơn thì sẽ nổi bật nhất cả khu rừng này. Ai cũng phải chú ý tới cả. Bác Nhện ơi, bác có nhà không? Bộ que đấy à, có chuyện gì vậy cháu? À, bác ơi, bác đang dệt tơ. Bác còn thừa ít màu nhộm nào không? Cho cháu xin một ít ạ. Cháu xin màu về làm gì thế? Cháu sẽ vẽ lên mình một bộ cánh thật xinh đẹp như chị bướm ấy ạ. Để tất cả cư dân trong khu rừng này phải chú ý đến cháu. Nhưng mà... đi mà bác. Cháu chỉ xin một ít thôi. Đây, nhưng cháu cần phải cẩn thận đấy nhé. Bác chưa thấy con bọ que nào nhiều màu cả đâu. Cháu biết rồi ạ. Không ngờ mình kéo tay quá, cũng ra dáng đấy chứ. Giờ phải đi dạo vòng quanh khu rừng cho muôn loài chiêm ngưỡng mới được. Trời ơi, bỏ que phải không? Hôm nay trông cậu khác quá đi. Tớ có đẹp như chị bướm lục sắc không? Hay giống y chang như cánh của chị ấy luôn. Tớ cho tớ nhìn thấy bạn bỏ que nào như cậu cả. Đổi màu nào, đổi màu nào. Mày có tốn công đặt trời, ta cũng tìm ra được thôi. Trong mày sặc sỡ thế kia cơ mà. Chạy đi đâu, xem sức mày chạy được bao xa. Mất tội miếng mồi ngon. Đèn xanh đi rồi, em không cần phải sợ nữa. Cảm ơn chị đã giúp em. Nếu không, em đã mất mạng rồi. Không có gì. Nhưng mà từ lần sau, em đừng nghịch dại thế. Mỗi loài có một cách ngụy trang khác nhau để tránh được kẻ thù. Tôi có bầu trời che chở, lại có loại phấn độc nên kẻ thù không thể đến gần. Đó là lý do cánh của tôi vẫn có màu sắc rực rỡ, vẫn không sao cả. Còn em, rốt cuộc, cũng chỉ là loài bọ que bé nhỏ mà thôi. Tốt nhất hãy cứ nên là chính mình. May mà em vẫn có cơ hội để hiểu ra điều này chị ạ. Thì cũng tại chị trước đã chê bai em. Bây giờ chúng ta là bạn tốt của nhau bỏ que nhé. Thỏ lười và chồn nhựa thông. Đến hồ nước rộng thế mà giờ không còn giọt nước nào. Bọn mình đã đi tìm khắp nơi rồi, phải làm sao bây giờ? Không có nước, chúng ta sẽ chết dần chết mòn hết. À, hay là bọn mình cùng nhau đào giếng lấy nước ngầm đi. Ừ, ý kiến của khỉ hay đấy, chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Ừ, hay đấy. Các cậu tưởng đào được trúng mạch nước ngầm mà dễ à? Đào được một cái giếng, mất công mất sức lắm mà chưa chắc đã có nước. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn cách đó thôi, nếu không chúng ta sẽ chết.
Khỉ nói đúng lắm, chúng ta mau đi lấy dụng cụ và đào giếng thôi. Hơ, đào giếng, mệt chết thì có, khô cạn thế này lấy đâu ra nước. Chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé. Chúng ta đào chỗ này đi, tớ nghĩ sẽ dễ có mạch nước ngầm đấy. Ơ kìa thỏ, sao cậu không cùng đào giếng đi? Tớ nghĩ sẽ không có nước đâu, đào làm gì cho mất công. Phải thử mới biết chứ, mùa khô còn kéo dài lắm, nếu không đào giếng chúng ta sẽ chết. Nếu cậu muốn có nước thì hãy vào đây, đào giếng cùng bọn tớ đi. Các cậu đào thì cứ đào đi, còn tớ thì không đâu, mệt chết đi được. Cậu không chịu tham gia thì đừng dùng giếng này nhé. Tớ cóc cần, sương đêm động trên cỏ cũng đủ cho tớ dùng rồi. Thôi kệ cậu ta đi, chúng ta làm việc tiếp. Hoan hô! Có nước rồi, có nước rồi! Hoan hô! Hả? Họ đào được nước rồi sao? Biết thế mình cũng đào có hơn không? Khát quá rồi! Hay mình mặc giày ra xin các bạn ấy? Không được, thế thì mất mặt lắm. Mình đã nói với họ là mình không cần rồi. À, có cách rồi. Chả phải đào giếng gì cho mệt cái thân, thế mà vẫn có nước dùng. Bọn ngốc ấy sẽ không bao giờ biết mình đi lấy trộm nước trong đêm. Các cậu có biết không? Tớ nghi ngờ gã thỏ lười biếng hàng đêm vẫn đi lấy trộm nước. Tớ cũng nghĩ thế, không tiếc gì nước giếng. Nhưng một kẻ lười biếng xấu tính như cậu ta, phải cho cậu ta một bài học mới được. Vậy thì đêm đến, chúng ta phải nấp để theo dõi. Nhưng cậu ta đi giờ nào, chúng ta sao mà biết được? Chả lẽ phải đợi cả đêm sao? Không cần phải theo dõi gì cả cho mất công. Tớ có cách này hay hơn, các cậu lại đây. Có người. Ai đi lấy nước giờ chứ? Một kẻ ăn trộm giống mình sao? Mình đợi một lúc nữa xem sao. Tên kia là kẻ nào mà cứ lì lợm đứng đó mãi? Mình phải lên tiếng đuổi mới được. Đứa nào đấy hả? Ăn trộm nước hả? Mày là ai? Bộ tính ăn trộm nước của tao hả? Tao đánh cho nhừ đòn bây giờ. À, buông tao ra, buông tao ra. Buông ra không hả? Không tao lại đạp cho mày thêm vài cái bây giờ. Mày là ai hả? Buông tao ra, buông ra. Sao kẻ nào lại đặt bẫy mình bằng nhựa thông thế này chứ? Ai cứu tôi với? Vậy là bắt được tận tay cậu đi lấy trộm nước của bọn tớ rồi nhé. Tôi biết lỗi rồi, mong mọi người bỏ qua cho mà cứu giúp tôi. Tha thì tha, nhưng hãy nhớ lấy bài học này. Lười biếng, xa rời mọi người chỉ có chết thôi thỏ ạ. Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người lắm. Hôm nay đèn không tắt. Lạ thật, sao nhà đi vắng cả ngày mà tiền điện vẫn cao thế nhỉ? Nhà toàn đồ hiện đại, tiện ích. Hiện đại thì hại điện chứ có gì đâu em. Đành là như thế, nhưng cũng không thể nhiều như thế này được. Thôi em nhìn xung quanh nhà xem. Tủ lạnh, điều hòa, bình nước nóng, đủ thứ ngốn điện. Em đi nghỉ đi, nghỉ làm gì cho mệt. Chán anh ghê, chả quan tâm cái gì cả. Bi à, nghe mẹ dặn nè. Trước khi đi ngủ, phải tắt điện ban công, ra khỏi phòng phải tắt đèn, điều hòa, phải tiết kiệm tiền cho ba mẹ, nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Bà, Bi đang vẽ gì thế? Nhà mình đó mẹ. Wow, Bi vẽ đẹp thật đó, giống y như thật. Cơ mà, cái gì đen đen trước nhà đây hả con? Là bà Vân đấy mẹ. Bà Vân nào? Bà Vân bán bánh rán mẹ ơi, bà có nhiều loại ngon cực, bánh rán đường. Bánh rán mật, bánh rán mặn, bánh rán vân. Chết, ai cho con chuyện trò với người lạ? Lại còn mua đồ ăn linh tinh nữa chứ, nhỡ đau bụng thì sao? Con không mua, là bà cho con đấy mẹ ơi.
Hôm nào bà còn nhiều bánh là bà lại cho con. Không được rồi, từ giờ con không được tự ý chuyện trò với người lạ nữa, nhớ chưa? Tắt đèn ngủ đi con, muộn rồi. Năm, mười, 20 cái. Bà ơi, bà còn bánh rán mật không ạ? Có đây cô ơi, hôm nay bà ế quá, vẫn còn 20 cái đây nè. Bà để cho con 10 cái đi, học đêm buồn miệng, mà có bánh rán mật ăn thì nhất. Bà ơi, tối nào bà cũng ngồi đây ạ, sao bà không ra ngoài phố bán cho nhanh hết? Thôi già rồi, chậm chạp, mắt kém, phố xá ngoài ấy đông đúc xe cộ, tôi sợ lắm. Thế bà cứ bán trong ngõ này cũng được, ban công nhà kia còn để điện sáng trưng. Thôi bọn cháu về đây, mai bọn cháu lại qua mua. Ừ, chào các cháu. Bà Phan, bà Phan. Bi à. Cháu có bức tranh tặng cho bà nè. Đâu bà xem nào. Bà ơi, bà đón nè. Sắp đến rồi, được rồi. Bà cho Bi bánh rán mật nhé, ngon lắm, nhưng gói cẩn thận kẻo kiến nhé. Chưa lên đến nơi mà cháu đã thấy thơm rồi. Bà về đây, cháu vào ngủ đi nhé. Con chào bà. Lạ nhỉ, sao giờ này bà Vân vẫn chưa về? Bà Vân ơi, bà Vân. Bi à. Bà ơi, hôm nay con phải ngủ sớm, mai còn đi du lịch với ba mẹ, không nói chuyện được với bà rồi. Không sao đâu, Bi đi ngủ sớm đi, mai đi chơi vui nhé. Con sẽ mua quà về cho bà thích quà gì nào? Có phải Bi không nhỉ? Sao Bi lại nói chuyện với ai thế kia? Cháu đi vắng mấy hôm, bà có buồn không? Không sao, bà đứng đây nhìn lên phòng Bi là không nhớ Bi nữa. Bà ơi, mấy hôm con đi du lịch, nhà sẽ tắt hết đèn. Bà bán bánh ở đâu? Thì bà bán rong trên phố, phố sáng lắm. Bà đi cẩn thận nhé, men theo vỉa hè ấy bà ạ. Bà đừng đi sát mép lề đường, nguy hiểm lắm, phố bao nhiêu xe. Bà nhớ rồi, Bi đừng lo nhé. Bi thả dây xuống đây, bà cho Bi ít bánh, mai ăn sáng nha. Thôi, hôm nay con không lấy đâu, mai con đi với ba mẹ. Bỏ ra ăn là mẹ con biết mất bà ạ. Đi leo núi thôi. Bi, vào xe đi con, nhanh không lỡ giờ bay. Hai cha con chờ một lát nhé. Đấy, mẹ còn quên đồ kìa ba. Bi quên chưa tắt đèn ban công kìa mẹ. Mình đi gần một tuần đó. Không sao đâu ba, đi thôi, mẹ sẽ hỏi tội Bi sao. Chà, tí nữa thì ngủ quên. Cảm ơn chúng mày nhé. Cô chủ vừa cảm ơn anh đấy. Tiếng gáy của anh to vang đã đánh thức cô chủ dậy sớm. Anh nói gì thế? Rõ ràng là cô chủ cảm ơn em đấy chứ. Tiếng gáy của em mới đánh thức cô chủ dậy, không phải tiếng gáy của anh đâu. Ai bảo em thế? Rõ ràng là nhờ tiếng gáy của anh. Tiếng gáy của em rè rè như ống bơ rỉ, ai mà nghe thấy được chứ. Có mà tiếng gáy của anh mới là ống bơ rỉ thì có. Anh hãy nghe lại đây nhé. Ôi, tiếng gáy ấy mà cũng gọi là gáy à. Hãy nhìn anh nè. Đấy, chả ống bơ rỉ là gì? Không thèm tranh cãi với mày nữa. Em cũng chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi với anh. Sao mới sáng sớm mà anh em đã tranh cãi nhau gì ầm ĩ thế? Là tại anh ấy cứ muốn tranh công. Em mới là người gọi cô chủ dậy sớm, mà anh ấy cứ nói là anh ấy cơ. Có mày là người tranh công thì có, bé lại cứ đành hanh. Thôi thôi, hai anh em đừng tranh cãi nhau nữa. Ai cũng có công cả. Vì tiếng gáy của hai anh em kết hợp lại nên cô chủ mới nghe rõ mà. Tôi thấy ai gáy cũng hay, cũng to, trông ai cũng dũng mãnh cả. Làm gì có chuyện như nhau, phải có người hơn người kém chứ. Tôi là người gáy to nhất, dũng mãnh nhất khu vườn này. Không có đâu, em mới là người dũng mãnh nhất khu vườn này. Thôi thôi, được rồi, tớ xin thông báo để các bạn biết này.
Sắp tới trang trại ta sẽ có cuộc thi vua nông trại dành cho các loài gia cầm. Lúc ấy sẽ biết ai là người dũng mãnh nhất thôi mà. Được, được. Cuộc thi vua nông trại diễn ra sẽ giúp chúng ta chọn ra người đứng đầu nông trại gia cầm. Người chiến thắng sẽ trở thành vua của nông trại, có quyền điều hành, chỉ đạo mọi thành viên của nông trại. Chúng ta sẽ thi đấu ở hai bảng, theo từng cặp. Hai người chiến thắng ở trận đấu cuối cùng sẽ tiếp tục đấu với nhau để giành quyền làm chủ nông trại. Đầu tiên, xin mời gà trống anh đấu với vịt. Chúc mừng gà trống anh đã chiến thắng ở cuộc thi vòng loại 1 bảng A. Tiếp theo là trận đấu giữa gà trống em và ngang. Gà trống em đã giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Chúng ta đã trải qua cuộc thi đầy gay cấn và hấp dẫn ở vòng bảng. Và trước mặt chúng ta là hai người lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc đấu này sẽ quyết định người trở thành vua nông trại của chúng ta. Sau đây, trận đấu xin được bắt đầu. Họ là anh em một nhà mà. Sao họ không nhường nhau làm vua nông trại nhỉ? Sao lại phải thi đấu nữa làm gì? Đúng đó, là anh em một nhà, lọt sàn xuống nia, sao lại tranh giành nhau làm gì nhỉ? Ai là vua nông trại chả như nhau. Trời ơi, họ là anh em, tại sao anh lại có thể ra đòn hiểm như vậy với em của mình? Anh ra đòn ác với em sẽ cho anh biết tay, anh sẽ không thể làm vua nông trại được đâu. Xin chúc mừng gà trống anh, vua nông trại của chúng ta. Đã nói rồi mà không nghe, ta mới là vua nông trại. Mọi người hãy xem đi, ta dũng mãnh và oai phong thế nào. Ta là vô địch, từ nay đừng có mà đành hành tranh giành với ta nữa nhé. Thôi chết, chim ưng kìa. Vua nông trại của chúng ta bị bắt rồi. Thôi anh hoang lắm vào, chả lẽo mãi lên đó mà gào. Anh em trong nhà mà không biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, lại còn cạnh tranh hơn thua. Cuối cùng cả hai đều kết cục bi thảm thế đấy. Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.